Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh độc truyện Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả An Yên có tựa đề Hạnh Phúc Cuối. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi con người, việc sinh ra và lớn lên lấy chồng sinh con là một đặc ân của thế giới ban tặng cho một người phụ nữ. Nhưng cuộc đời này không phải ai cũng được những điều như mình mong ước. Và câu chuyện mà Tâm An muốn kể cho quý vị ngày hôm nay chính là kể về cuộc đời một cô gái tên là Nhài. Sau bao nhiêu vất vả và khó khăn cả về tình yêu và cuộc sống, liệu rằng Nhài có tìm được hạnh phúc của mình, đi đến ánh sáng của cuộc đời mình hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đừng quên sau khi lắng nghe chuyện thì hãy dành cho kênh Bụi Phố và kênh Chị Dậu những cái like và những cái chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Tâm An và ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của Hạnh Phúc Cuối, tác giả An Yên, có phần diễn đọc của Tâm An. Nhài ơi, nhài! Tiếng gọi hốt hoảng của anh Đàn và anh Bình khiến bé nhài đang chơi đùa dưới gốc xoài cùng với lũ bạn giật mình. "Hai anh sao thế ạ? À? Em đang chơi mà." Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, anh đàn mặt đẫm mồ hôi, anh Bình mắt đỏ hoe, cùng Đồng Thanh nói: "Về nhà đi em, mẹ nhanh lên." Hai anh không nói nữa mà vội vàng bế nhài chạy về. Lúc đó bé mới 10 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở miền Trung gió Lào cát trắng nhài là con út trong nhà có ba anh em bố mẹ đều là những nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng ba anh em nhài đều được học hành không thua kém bạn bè mười tuổi nhài xinh xắn bụ bẫm đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi dài cong phút mũi cao đôi môi đỏ lúc nào cũng chúm chím vẻ đẹp trong sáng ấy không ai nghĩ nhài sinh ra ở một vùng thôn quê những nét đẹp ấy nhài thừa hưởng từ người mẹ tần tảo dịu hiền người mẹ ấy đêm đêm thủ thì cùng nhài nói đủ thứ chuyện cho đến khi nhài ngủ vậy mà giờ đây khi anh đàn và anh bình bế nhài về đến nhà đã thấy đông người lắm rồi nhài ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ thấy các chú các thím các gì ai nấy đều đỏ hoe con mắt nhài giật mình chạy vào nhà bé thấy mẹ nằm trên giường kê giữa giàn bẩy mặc một bộ đồ quần áo mới nhưng mắt mẹ khép lại từ bao giờ nhài chạy lại lay lay mẹ mẹ ơi mẹ sao mẹ lại ngủ ở đây ạ à? nhưng người mẹ lạnh lắm mẹ không mở mắt cười với nhài như mọi ngày nữa bố ôm lấy nhài lần đầu tiên bé thấy bố khóc mẹ đi xa chúng ta rồi con nhài không hiểu Mẹ vẫn đang ở đây mà Tại sao bố nói mẹ đi đâu Đúng lúc ấy Dì nụ chạy lại ôm chặt lấy nhài Sáng nay mẹ con Bị rơi xuống hố vôi Mẹ con không dậy được nữa đâu Hố vôi nó đang sống Nó đang sôi sùng sục. Nhài sững lại Mẹ mất ư Mẹ bỏ nhài như bà ngoại ư Nhài gỡ tay dì nụ chạy lại nắm lấy tay của mẹ lạnh quá lúc này nhài mới nhìn rõ những mảng bỏng rộp khắp người mẹ dưới một lớp đồ mới nhài đau đớn chiều hôm đó mọi người đặt mẹ vào chiếc quan tài lạnh lẽo và đưa mẹ ra cánh đồng mẹ nằm lại đó nhài vẫn không tin được tối nay không còn được nằm trong lòng của mẹ nữa đường ra cánh đồng hôm nay sao lại thê lương thế này những ngày sau đó, nhài không sao quên được, nửa đêm giật mình bởi sự chống trải. Nhài lại thấy bóng bố trải dài trên tường, bố thắp nén hương, khấn mẹ. Mẹ nó bỏ tôi rồi, tôi với các con phải làm sao đây? Mẹ nó có lạnh không? Nhài không còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ thấy có gì đó nho nhói, ngày mai phải ra sao đây? Và một buổi tối, một ngày của ba năm sau đó, lúc nhài đang đợi bố về ăn cơm, thì thấy bố trở về cùng với một người phụ nữ. Đó là cô ngát. Nhài đã gặp mấy lần trong hội làng. Cô ngát có dáng người hơi mập, làn da bánh mật, tác phong rất nhanh nhẹn. Cô ấy cây lúa nhanh nhất làng, vậy mà thành gái lỡ thì. Nhài nghe các bà nói như vậy. Nhưng nhài không biết hôm nay cô ngát đến đây làm gì. Đúng lúc đó, bố nhài tỏ vẻ hơi lúng túng hai anh cũng lập gia đình rồi nhà còn có mỗi hai bố con nhài này từ nay cô ngát sẽ là mẹ của các con anh đàn và anh bình vừa lúc bước vào nhài không biết gọi cái thứ cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt hai anh lúc này là gì có một chút thương cảm một chút xót xa một chút bất ngờ còn nhài dường như chưa tin vào những gì tay mình vừa nghe thấy nên mới lắp bắp nói năng lộn xộn bố 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 nói gì ạ à? bố ôm nhài vuốt mái tóc nhài nói rất khẽ còn 13 tuổi rồi còn cần có một người mẹ cô ngát sẽ thay mẹ bố bỏ lừng câu nói thật ra ông sợ đến độ tuổi dậy thì thiếu người mẹ nhài sẽ đua đòi với bạn bè và lại Thực sự ông rất cô đơn Mấy lần đi làm đồng Lúc đầu là chuyện trò bâng quơ Rồi cả hai như tìm được sự đồng cảm Cô ngát Không nề hà việc ông gà trống nuôi con Chấp thuận cùng ông Đi tiếp đoạn đường đời Dù tuổi tác tranh lệch Hai anh có vẻ không phản đối Nhưng lại hơi buồn Cũng phải thôi Hình ảnh người mẹ hiền đến muôn đời không thể nào quên được. Nhưng rồi các anh nghĩ, bố nhiều tuổi cần một người đỡ đần em gái cũng cần một người mẹ gia đình cần một người phụ nữ cùng với bố gánh vác còn nhài dù quen biết cô ngát nhưng nhài chưa thể quen cái cảm giác cô ấy là mẹ mình tuy nhiên vốn ngoan ngoãn biết nghe lời nên nhài im lặng nhài biết không phải bố quen mẹ mà vì bố đang trống trải đã bao đêm nhài thấy bố lặng lẽ trước ban thờ của mẹ đôi vai khẽ run lên nhài sẽ vì bố. Mấy hôm sau, bố và cô ngát tổ chức một buổi liên hoan nhỏ với anh em họ hàng. Nhài không gọi cô là mẹ, mà gọi là gì. Bố đồng ý với bố, miễn là gia đình hòa thuận. Ngày tháng thấm thoát trôi đi, nhài thấy cảnh, dì ghẻ con chồng cũng không đến nỗi như những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể. Dì ngát hiền lành, chăm chỉ, sạch sẽ, nên bố được đỡ đần rất nhiều trong công việc đồng áng. Nhài cũng được gì chỉ dạy việc nhà. Lúc đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng về sau, nhài cũng quen dần với sự có mặt của dì, với những bữa cơm dì nấu. Chỉ có điều dì ngát, sinh liền tù tì năm bé gái. Và cũng từ đó, bố nhài hay uống rượu. Không hiểu ai xui khiến gì mà bố ngày nào cũng say khướt và hễ cứ rượu vào là lại bắt gì để bằng được con trai cứ chập tối, bố khật khưỡng về đến cổng, giọng lè nhè. Mẹ con bay, đâu hết rồi? Dì ngác chạy ra đỡ liền lấy bố, bị bố xô ngã dưới dưới sân, bố chừng mắt quát. Cút, cái loại không biết đẻ con trai như mày, biến. Nhài đã 19 tuổi, đã quen với cảnh dì khóc thầm hàng đêm, lũ em lít nhít co rúm người sợ hãi. Nhài thở dài, ở độ tuổi này, bạn bè nhài ở quê đã lấy chồng. Nhài lại muốn học đại học, nhưng tiền ở đâu ra? Nhài tới tám miệng ăn. Nhài lại thấy xóm bên, nhiều chị học xong, chả xin được việc. Nhài muốn làm cô giáo dạy trẻ, nhưng biết làm gì đây để mà theo đuổi ước mơ. Trai làng tán tình nhài nhiều lắm. Nhiều đêm ngồi đến tận khuya, bố say mèn rồi đi ngủ sớm. Dì ngát cũng lo cho mấy đứa em, vừa mệt vừa đói ở độ tuổi này bạn bè nhài ở quê đã lấy chồng cô lại muốn học đại học nhưng tiền đâu ra nhà tới tám miệng ăn nhài lại thấy xóm bên nhiều chị đi học xong cũng chả xin được việc nhài muốn làm cô giáo dạy trẻ nhưng biết làm gì đây để theo đuổi ước mơ trai làng tán tỉnh nhài nhiều lắm nhiều đêm ngồi đến tận khuya bố say mèn rồi ngủ sớm dì ngát cũng lo cho mấy đứa em chỉ có nhài ngồi nói chuyện với đám trai làng. Trong số họ, nhài thấy anh Việt xóm bên vừa hiền lành, tử tế, lại nhã nhặn. Anh Việt vừa làm nông, vừa làm thợ sửa chữa điện tử, nên gia đình cũng thuộc loại khá giả. Trong khi đám trai làng lo tán gẫu, anh Việt thường để ý đến những điều khác. Nào là nhài ăn cơm chưa? Đã băm bèo cho lợn chưa? Để lát anh giúp. Sự quan tâm tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhặt của anh khiến trái tim của cô gái mới lớn như lỗ nhịp. Nhài đã thầm mến chàng trai ấy. Tình yêu ban đầu thật ngọt ngào. Nhài yêu Việt bằng một thứ tình cảm chân quê. Những buổi chiều cùng nhau gặt hái, những đêm trăng trên bờ đê. Việt hơn nhài ba tuổi, trông anh chín chắn hơn hẳn. Anh giữ gìn cho nhài. Chỉ nắm tay và ôm nhài thật chặt thôi. Vậy mà lòng cô đã rộn ràng lắm rồi. 19 tuổi, nhài đẹp như một bông hoa dại, 19 tuổi, nhài lấy chồng, kết duyên cùng với mối tình đầu chân quê đẹp đẽ của mình. Đám cưới của nhài vào Việt diễn ra hai ngày liền, ngày đầu ở nhà gái, ngày sau ở nhà trai. Cả làng được một vui vẻ bởi đôi trai tài gái sắc sánh duyên. Việt là con trai một, nhà lại có điều kiện nên gia đình làm đám cưới rất to. Nhà cô cũng có dịp mở mày mở mặt với hàng xóm Khi gả con gái vào gia đình khá giả, Cô hạnh phúc lắm Nhưng cô cứ cảm thấy Có cái gì đó thiếu thiếu trống vắng Ngồi trong buồn Nhài nhớ mẹ Bao nhiêu cô gái ở làng này đi lấy chồng Đều được mẹ căn dặn đủ điều Giá mà mẹ còn Thì mẹ chứng kiến Ngày con gái mẹ đi lấy chồng Chắc mẹ sẽ vui lắm Mẹ ơi Nhài của mẹ lớn rồi, nhưng con vẫn thèm được nghe chuyện cổ tích mẹ kể, vẫn thèm những món ăn mẹ nấu, vẫn thèm cái cảm giác được mẹ chải đầu, buộc tóc. Con được đến với người con yêu, nhưng con không biết cuộc sống phía trước sẽ ra sao. Mẹ à, con chưa tưởng tượng được cuộc sống làm dâu sẽ như thế nào. Bất giác, những giọt nước mắt khẽ rơi. Bỗng cửa phòng hé mở, dì ngát trong bộ áo dài tím bước vào ngập ngừng nhài dì vào có được không con cùng ngước lên lau vội giọt nước mắt dạ được dì vào đi ạ. À? thấy dì có vẻ lúng túng nhài mới lên tiếng hỏi có chuyện gì à dì dì ngát ngồi xuống giường vuốt mái tóc cho nhài à thực ra dì định nói những lời này từ tối qua nhưng dì không biết mở lời thế nào. Nhài này, dì không sinh ra con, nhưng mà dì luôn coi con như các em là ruột thịt của dì. Dì biết con rất tuổi thân, vì về nhà chồng mà không có mẹ bên cạnh. Dì cũng như con, bố mẹ mất rồi, dì mới lấy bố con nên dì hiểu. Con đừng buồn. Con còn có gì? Có bố mà lúc này những giọt nước mắt mới được lau khô lại như không kìm nén được nữa cô mặc kệ lớp trang điểm ôm lấy dì ngát khóc nức nở khóc chán chê dì ngát vỗ vỗ vai nhài lau nước mắt trình trang lại cho nhài rồi mới nhẹ nhàng dì không đủ tư cách khuyên con nhưng dì chỉ muốn nói như thế này dì muốn con hạnh phúc con hãy sống bằng chính cái tâm của con con nhá Nhài lại khó, lần này không phải là khóc vì tuổi thân mà là vì hạnh phúc. Nhài thỏa mãn rồi. Dì không sinh ra nhài nhưng đã rất thương cô, từ ngày còn là một cô bé 13 tuổi. 6 năm qua, dì đã vì cái gia đình này rất nhiều. Cô mình nghẹn ngào. Con con cảm ơn gì? Dì. dì ơi, nếu bố có uống rượu thì dì cứ im lặng nhé. Dì ngát lúc này cũng rưng rưng nước mắt. Không sao đâu con, dì quen rồi. Mà thôi, hôm nay là ngày vui của con, sao lại khóc thế này? Dì ra ngoài trước nhé, chắc nhà trai cũng đến rồi. Vâng ạ. À. Dì ngát vừa bước ra cũng lúc là nhà trai đến. Việt lịch lãm trong bộ vest đen, tay cầm bó hoa vào buồng cùng với nhài bước ra. Cô vui lắm, được sánh vai cùng người yêu trong ngày trọng đại quả như trong một giấc mơ việc chín chắn sẽ là điểm tựa cho cô cô tràn trề hy vọng trong một cuộc sống mới rồi giây phút hạnh phúc cũng đến cô hoàn toàn thuộc về việt trong đêm tân hôn dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn hồi hộp và lo sợ Việc là người không thô lỗ nên chuyện chăn gối cũng vậy anh biết cô ngượng ngùng nên luôn vỗ về cô mười chín tuổi, nhài trao thứ quý giá nhất cuộc đời mình cho người cô yêu. Lúc anh đi vào, cô có cảm giác đau đớn xen lẫn hạnh phúc, khiến nhài không bao giờ quên được. Những ngày mới về làm dâu, cô luôn nhớ lời gì ngát nói: sống bằng cái tâm của mình. Mẹ tâm, mẹ chồng của cô cũng thật thà, đối xử với cô rất tốt. Ông bà chỉ có mỗi việc nên rất mong có cháu nội ấm bồng. Nhưng năm Sáu tháng trôi qua, nhài vẫn chưa có tin vui. Ở quê, điều đó là không bình thường. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau xong thì đều có bầu hết rồi. Mà tại sao nhài vẫn chưa có tin tức gì? Mẹ Tâm bắt đầu sốt ruột, làng xóm bắt đầu hỏi han xì xào. Này, thế cái nhài có cái gì chưa? Sao mà lâu thế? Là những câu mà ngày nào nhài cũng nghe và nhài chỉ biết cười. Một hôm, Nhài về nhà hỏi Dì Ngát. "Dì ơi, làm sao mà con mãi chưa có bầu à dì?" Dì Ngát mới băn khoăn. "Kỳ kinh nguyệt của con có đều không?" Nhài nhớ rõ lắm, 13 tuổi Nhài dậy thì, Dì đã dặn Nhài là phải luôn để ý. Cô mới gật đầu. "Dạ, rất đều ạ, à. con vẫn tính mà." Dì Ngát đăm chiều một lúc rồi mới nói, hay Hay thằng Việt nó có vấn đề Quan hệ vợ chồng con Vẫn tốt đấy chứ Rất tốt à Anh Việt đối xử với con cũng tốt Chúng con Vẫn quan hệ vợ chồng bình thường à Nghe xong dì ngát nói ngay Hay hai đứa Lên bệnh viện tỉnh Kiểm tra đi Nhài đỏ mặt gì Cái này con cũng ngại lắm Để con về con hỏi ý kiến anh Việt ạ trên đường trở về nhà chồng cô nghĩ vẩn vơ lo lắng cô không biết phải làm sao ở vùng quê này nói đến việc đi khám vô sinh là chuyện động trời. khéo chưa đi khám mới nghe thôi cả làng đã đồn ầm lên là con này không biết đẻ mải suy nghĩ cô va phải một người a à. vội đứng dậy phủi quần áo chiếc xe đạp của cô đã được người đó dựng dậy bên đường cô ngẩng đầu lên đó là hùng bạn thân của Việt cũng là người trong đám trai làng đã từng tán tỉnh nhài. Hùng tiếu táo hay cười, chứ không thâm trầm như Việt. Anh có làn da dám nắng khỏe khoắn, gia đình Hùng buôn bán ngoài chợ huyện nên khá giả lắm. Hồi đó ở quê, mỗi gia đình anh Hùng có nhà hai tầng khang trang, nhà Việt chỉ là nhà mái bằng thôi. Chính vì Hùng có vẻ ga lăng lãng tử, nên cô không dám yêu. Cô sợ người như Hùng dễ lăng nhăng đang ngẩn ngơ suy nghĩ cô giật mình khi nghe hùng cất tiếng em làm cái gì mà thần người ra thế chưa thấy trai đẹp bao giờ à à dạ không em chào anh ạ à. anh đi đâu vậy ạ à? hùng cười để lộ chiếc răng khảnh rất duyên à lúc nãy anh đi tìm chồng em có tí việc em nghĩ gì mà đi đường không để ý thế có đau ở đâu không à dạ không em không đau em mải nghĩ chút việc à Em chào anh nhé Em phải về đây ạ Cô vội vàng chào Hùng rồi ra về Ở làng quê rất hay dị nghị Nên cũng không tiện nói chuyện lâu Về đến nhà Thấy dì nụ sang chơi Nhài mừng lắm Vội vàng nói Con chào dì Dì sang lâu chưa ạ à? Ừ dì sang một lúc rồi Đang nói chuyện với bà Thông Gia đây Mẹ Tâm lúc này cũng cười Ừ hai bà đang nói chuyện hai đứa bay nhanh cho bà bế cháu nhài ngượng cười dạ chúng con sẽ cố gắng ạ à? nhài nói vậy thôi nhưng trong lòng lo lắng vô cùng hơn bảy tháng trôi qua rồi cô chưa có tin vui cô cũng thèm được làm mẹ khao khát được ẵm bồng con nhỏ được hát những lời du êm ái người này một câu người kia một câu bỗng cô thấy áp lực Thời gian trôi qua, đã hơn một năm trời. Nhài vẫn không có tin vui. Mẹ Tâm bắt đầu nói ra nói vào. Bố chồng Nhài thì trầm tính. Anh Việt giống tính của ông. Anh không nói gì, dù nhiều lần Nhài để ý. Ánh mắt thèm thuồng của anh khi nhìn những đứa trẻ con hàng xóm vui đùa. Cô buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao. Hôm dỗ bà cố, cô đang mồ hôi như mưa trong bếp nấu nướng bỗng một bà cô bên chồng vào hỏi thăm nhài này thế vẫn chưa có bầu à cháu nhài còn chưa mở miệng đã nghe giọng mẹ tâm nói đã có gì đâu cô đúng là nhà tôi ăn ở hiền lành mà sao tới giờ một mụn cháu cũng chưa thấy không biết nhà bên đó ăn ở thế nào mà giờ cày độc không trái cái độc không con nhài đỏ mặt không biết vì gần lửa nóng hay trong lòng đang sôi lên một cảm giác nhục nhã, xen lẫn tủi hơn. Mọi người nói cô sao cũng được, cớ sao lại xìa sói gia đình của cô. Sống mũi cay xè, cô còn chưa kịp cất lời, thì bà cô lại tiếp tục. Ôi dào, giờ bọn trẻ nó ghê gớm lắm. Chúng nó cứ dễ dãi rồi nạo phá lung tung, nên là vô sinh đầy ra chứ. Nhài chết lặng, cổ họng nghẹn ắng lại. Còn nhớ một năm trước, trong lễ cưới, mẹ Tâm rồi bà cô còn ôm chặt lấy nhài, vỗ lưng nhài khi họ nhà gái ra về. Họ nói, con còn gia đình chúng ta đây mà. Vậy nhưng, giờ đây tất cả quay lưng lại với cô. Cô có muốn như vậy đâu, cô cũng khao khát một đứa con lắm chứ. Đêm đêm, cô khóc vì cô đơn đâu ai biết. Có lẽ gì ngát nói đúng, cô nên đi kiểm tra. Sáng hôm sau, cô xin phép về ngoài nhưng thực ra là cô bắt xe lên bệnh viện tỉnh kiểm tra cô hồi hộp tay dịn ra rất nhiều mồ hôi sau khi siêu âm khám phụ khoa đủ kiểu bác sĩ bảo cô ngồi đợi đó là những giây phút căng thẳng và hồi hộp vô cùng nhài tìm thấy những người phụ nữ được chồng đưa đi khám thai mà thèm thuồng bên trái nhài một cặp vợ chồng đi khám vô sinh người vợ khóc anh chồng nhẹ lau nước mắt cho vợ Em cứ bình tĩnh. Ta sẽ đi thụ tinh. Nếu không được, ta xin con về nuôi. Cô vợ lại càng khóc to hơn. Nhưng, nhưng em muốn sinh con cho anh cơ. Không sao đâu. Miễn là chúng ta yêu thương nhau mà. Cô cài cài sống mũi. Cô cũng muốn sinh con cho Việt là kết tinh tình yêu của cô và anh. Không biết nếu nhà có vấn đề về sinh con, liệu Việt có còn yêu cô không? chưa bao giờ cô thấy tranh vênh như lúc này. Tại sao thiên chức làm mẹ đối với cô lại khó khăn đến như vậy? Bệnh nhân Lê Thị Nhài. Nghe tiếng gọi, cô giật mình đi vào phòng bác sĩ. Đó là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, chồng có vẻ nghiêm nghị nhưng có đôi mắt tràn ngập sự trìu mến, khiến cô thấy gần gũi. "Cháu ngồi xuống đi." Bác sĩ chỉ vào ghế đối diện nói với cô. Dạ thưa bác sĩ, cháu có bị làm sao không ạ? Vị bác sĩ nhìn nhài chiều mến. Cháu lấy chồng được bao lâu rồi? Dạ, hơn một năm rồi ạ. À. Hiện tại, khả năng sinh sản của cháu là bình thường. Tử cung và hai bùng trứng của cháu đều ổn. Nếu kinh nguyệt của cháu bình thường, thì cô nghĩ là chồng cháu có vấn đề. Cháu nên nói với chồng, đi khám đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không phải là do cô. Nhưng một nỗi lo khác lại dấy lên. Liệu anh Việt có chịu đi khám không? Đàn ông hay sĩ diện. Mấy khi mà chịu đi khám vô sinh. Thôi vậy, nhài sẽ thuyết phục anh. Vì đứa con, vì sợi dây liên kết vợ chồng. Về đến nhà, cô chạy vào khoe ngay với mẹ Tâm. Mẹ ơi, sáng nay con lên bệnh viện tỉnh kiểm tra rồi. Con không sao mẹ, con hoàn toàn bình thường bà tâm nhìn cô một lúc để định thần xem cô đang nói cái gì một lúc sau bà nói thế cô bảo về nhà ngoại mà giờ nói đi khám là sao ờ à, con con xin lỗi vì con lỡ có chuyện nên con đành nói dối mẹ con lên bệnh viện tỉnh kiểm tra và bác sĩ bảo con là hoàn toàn bình thường ạ bác sĩ bảo với con là khuyên anh việt đi kiểm tra Vừa nói, nhài vừa dơ kết quả khám cho mẹ Tâm nhìn. Bà nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Tôi biết chữ, tôi tự đọc được. Vậy ý cô là do con trai của tôi chứ gì? Nó khỏe mạnh, tử tế, không chơi bậy bạ. Thì liệu có cái gì đây? Sửa này chuyện sinh đẻ, là chuyện của đàn bà con gái. Giờ cô đưa mấy cái tờ giấy này về. Lừa tôi à? à mẹ, con... con không có ý đấy. Con chỉ muốn có một đứa b... mẹ con chưa dứt lời mẹ tâm vứt mấy tờ kết quả giữa mặt nhài rồi bước ra cửa còn nhài thì đứng đó hai hàng nước mắt rơi xuống từ bao giờ tối hôm đó nhài kể hết mọi việc cùng với việt và mong muốn anh sẽ đi kiểm tra cho yên tâm lúc đầu thì việt hơi ngại nhưng sau một hồi cô đã thuyết phục được anh hai vợ chồng quyết định sẽ giấu bố mẹ. Dạng sáng hôm sau, vợ chồng nhài dậy sớm bắt xe lên bệnh viện tỉnh kiểm tra. Vị bác sĩ hôm trước đã hướng dẫn cho việc cách lấy tinh trùng xét nghiệm. Sau khi làm tinh trùng đồ, hai vợ chồng nhài ngồi đợi kết quả. Đó lại là những giây phút vô cùng căng thẳng. Nhài bấu chặt hai tay vào nhau, mồ hôi diện ra. Một lúc sau, vị bác sĩ kia gọi vợ chồng cô vào lúc nhỏ cháu có mắc quài bị không vị bác sĩ hỏi việt việt suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời dạ hình như là có cháu nhớ có lần bị sưng má và sốt nhưng rồi mẹ cháu đắp cái gì đó là khỏi ạ à? mà cháu bị làm sao vị bác sĩ gỡ kính xuống khẽ nói rất tiếc lượng tinh trùng của cháu quá thấp gần như là không có Thông thường một người đàn ông phải có xấp xỉ 39 triệu con tinh trùng và phải 58% còn sống. Nhưng kết quả tinh trùng của cháu quá thấp. Không thể kích tăng lên được. Cái này do nhiều nguyên nhân lắm, nhưng có thể là lúc nhỏ cháu chữa quai bị không dứt điểm nên tinh hoàn nó bị viêm. Nhài không còn nghe thấy gì nữa, tai cô như ù đi. Trời ơi, tại sao vợ chồng cô lại bất hạnh thế này? Cô thấy anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, nhưng tay run rẩy, mặt anh vằn lên những vạch đỏ. Nhài nước mắt lưng chồng, giữ tay vị bác sĩ. Bác ơi, có, có cách gì giúp vợ chồng cháu không ạ? À? Khoa học đến bây giờ chắc tiến bộ lắm rồi đúng không bác? Chúng cháu không thể. Vị bác sĩ nắm chặt tay nhài như an ủi. Hiện tại với trường hợp của chồng cháu thì chưa thể làm gì được. Nếu lượng tinh trùng sắp gì Thì chúng tôi còn có giải pháp Chứ cứ như thế này Vô cùng khó khăn Tôi rất thương cháu Nhưng mà Cô khóc nước nở Mọi thứ trở nên rối ren Cô và anh đã yêu nhau Dành cả thanh xuân cho nhau Để cố gắng xây đắp hạnh phúc Vậy mà Tiếng vị bác sĩ kia lại cất lên Thôi Bây giờ vợ chồng cháu bàn bạc đi có thể lấy tinh trùng người khác, cấy vào người vợ hoặc xin con nuôi cũng được. Miễn là vợ chồng hòa thuận với nhau. Vợ chồng cô chào bác sĩ ra về, ngồi trên xe khách, không ai nói với ai câu nào. Dường như cả hai đều chưa tin được những gì đang diễn ra. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cô thường cho Việt xót xa cho thân phận của mình. Cố gắng vun vén, mà giờ đây lại không được làm mẹ. Vậy mà vẫn mang tiếng là không biết đẻ còn việt lại tự dặn vặt mình nhài khẽ kéo tay áo của anh anh ơi bây giờ làm thế nào ạ à? việt trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói anh xin lỗi anh không nghĩ mọi việc lại thế này anh không có lỗi chúng ta sẽ tìm ra cách có đúng không anh tạm thời chúng ta giữ bí mật này nhé anh sẽ suy nghĩ vào đến sân mẹ tâm đang phơi lúa vừa thấy nhài mẹ lại nói bóng nói gió làm dâu bây giờ sướng thật đấy cái gì cũng luôn có mẹ chồng làm chỉ mỗi việc ăn chơi rồi đẻ thôi mà không được một mụn con tất cả những cố gắng để ngăn dòng nước mắt của cô đều vô ích nhài đứng sững những xót xa tồi cực cả nỗi đau sáng nay dồn chứa lại ép cho dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trái xoan Cô muốn gào lên rằng tại con bà chứ đâu phải tôi, một mình tôi chữa đẻ làm sao được. Nhưng rồi cô nhìn sang Việt, thấy tay của anh nắm chặt, gân xanh của anh nổi lên. Rõ ràng anh đang kìm nén cảm xúc cao độ nhưng cứ tỏ ra bình thản. Mẹ vô lý thế, sinh con đâu phải muốn là được. Mẹ cứ đổ hết lên đầu vợ con như thế. Bà Tâm chống nạnh trừng mắt lên. Không tại nó Thế không lẽ tại mày à? Đàn bà không biết đẻ, thì làm được cái giống gì? Việt nắm chặt lấy bàn tay của nhài, đang run lên vì giận. Mẹ, vợ con chưa đẻ, rồi sẽ đẻ. Mới hơn một năm mà mẹ ẩm mỹ lên như thế. Nhài nó hiền lành, chăm chỉ, có mất lòng ai đâu. Mà tại sao mẹ khắt khe thế? Thế ngày trước, mẹ làm dâu thế này à? Bà Tâm lúc này mới gào lên. Trời ơi là trời, Thế nói cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì hả Việt? Giờ mày ăn nói với mẹ mày như thế à? Hỗn dược! Ngày trước tao nghĩ nó có thể sinh cháu cho tao. Nhà được một mình mày. Giờ nó không đẻ được. Không được một thằng cháu nối dõi. Thế mày định để cái dòng họ này? Tuyệt tự à? Việt dường như không kìm được nữa. Anh lớn tiếng. Vậy nếu như nguyên nhân không phải là do cô ấy, mà là do con, thì làm sao? Ôi giời ơi là giời! nuôi nó no lớn, cho nó ăn học, cho nó lấy vợ. Bây giờ nó trả treo tôi thế này đây. Rồi bà chỉ tay vào mặt nhài, quát lớn. Mày, cái loại mày, cây độc không có trái, gái độc không có con. Chính mày làm đảo lộn gia đình tao. Cút, cút. Cô buông tay Việt, sau đó chạy vào buồng khóc nước nở. Cô khóc cho thân phận mình hẩm hiu, khóc cho mối tình đẹp đẽ mà chưa đơm hoa kết trái Cô cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân là đoạn đường đẹp nhất của tình yêu. Nhưng không ngờ lại là một ngã rẽ nhiều nước mắt như vậy. Khóc chán chê, cô đứng dậy đi nấu cơm chiều, thì cánh cửa phòng bật mở. Việt đứng vào, nước mắt xót xa đầy ái náy. Em... em đừng có khóc. Anh đau lắm, không phải mẹ ghét em đâu. Mẹ chỉ nóng ruột, muốn bế cháu. Mấy bà bạn của mẹ có cháu hết rồi. Lúc này nhài mới nức nở. Nhưng... Nhưng em biết làm sao đây ạ à, anh? Việt bất lực. Bác sĩ đã nói như vậy. Nghĩa là hết cách. Hay là... Cô ngước nhìn anh. Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà sao anh lại xác sơ như thế này? Nét tiểu tụy hẳn rõ trên khuôn mặt hiền lành của anh ý của anh là gì ạ? Việt lắc đầu. Thôi, không có gì đâu. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Không sinh được thì ta xin con nuôi. Miễn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được. Cô biết là đàn ông, ai chả muốn có một đứa con là cốt nhục của mình, cùng huyết thống với mình. Cô cũng khao khát, trải qua cái cảm giác ốm nghén, cái cảm giác 9 tháng 10 ngày mang thai. Khoảnh khắc vượt cạn, cùng niềm hạnh phúc của người mẹ. Nhưng giờ đây, những việc đó dường như là quá xa xỉ đối với cô. Cô cũng không còn cách nào khác. Những ngày sau đó, nhài sống trên mệt mỏi và căng thẳng. Mẹ Tâm không chửi bới nữa mà im lặng. Chiều chiều bà lại xuống lại với mấy bà bạn nói về chuyện con dâu. Và nghiễm nhiên, nhài là đứa con dâu tệ hại nhất vì không biết đẻ. Nhài không còn thấy đau xót quá nhiều khi nghe những lời mỉa mai ấy nữa. Cô chỉ cặm cụi làm việc nhà việc đồng áng. Đến tối thì chờ chồng về. Hôm ấy dì ngát sang chơi. Dì đưa sang một đôi gà biếu nhà chồng của nhài. Tôi sang chơi mà chả có cái gì nên bắt đôi gà biếu ông bà thông gia. Bà Tâm mới giả là Cảm ơn bà. Nhà bên này cũng có gà. Bà bắt sang làm cái gì? Giả thử vợ chồng nó có đứa con thì gọi là đưa sang cho cháu Chứ đằng này Nó có đẻ đái được đâu Mà đưa sang cho lỉnh kỉnh Dì ngát hơi sững lại Rồi dì gượng cười, <cười> Chúng nó còn trẻ mà bà Chắc chúng đang kế hoạch Lúc này bà Tâm không còn giữ kẽ nữa Kế hoạch kế hiếc cái gì Tôi biết thừa Nó thả đấy chứ Chả hiểu thằng Việt nhà này Ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó Mà cứ khăng khăng bảo vệ nó Tôi nói thật với bà nhé Cái ngữ ấy chẳng làm được cái gì đâu dì ngát mặt xám lại xin lỗi bà dù tôi không sinh ra cháu nhưng con nhà tôi thì tôi biết nó hiền lành ngoan ngoãn nhà bà đến xin cưới bà còn khen nhà có phước cơ mà bà tâm lúc này mới đỏ mặt tôi là tôi nghĩ nó hiền lành thật chứ cái kiểu này chắc trước thằng việt cũng trăm thằng rồi ấy chứ chắc là não phá thai lung tung rồi Bây giờ mới vô sinh ra đấy. Lúc này cô không chịu nổi nữa. Mọi ớt đức trong lòng không thể giữ được. Cô mới gào lên. Mẹ! Anh Việt là người đầu tiên của con. Con thể trước linh hồn của mẹ con. Con chưa làm gì có lỗi với anh Việt, với gia đình của mình. Mẹ chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, thì mẹ đừng có xúc xỉm con như thế. Thật không ngờ, bà tâm tát bốp vào mặt nhài một cái. Mày nói như thế, không lẽ là tại con của tao? Mày lừa được nó bằng cái vẻ nai tơ của mày. Chứ không lừa được bà già này đâu. Tao nói cho mày biết nhé. Thằng Việt nó đẹp trai, khỏe mạnh. Lại làm ra tiền. Thiếu gì gái theo. Cái ngữ mày. Cút. Cút khỏi nhà bà. Nhài cảm thấy đau rát khi sờ lên má của mình. Nhưng ở thẳm sâu trong trái tim còn đau gấp bội lần. Dì ngát dững sờ ngạc nhiên trước hành động của bà Tâm. Vội chạy lại, xoa má. Nhài, còn có đau không? họ đối xử với con như vậy? Tại sao con không nói với gì? Hả? Cô nước mắt lưng trong. Từ bé, dù nhà nghèo, nhưng cô chưa bao giờ bị đánh. Giờ về nhà chồng, không những chịu oan ức, lại còn bị đánh như thế này. Quả thật không thể tin nổi. Nhài cúi mặt, cố ngăn những giọt nước mắt. Con, con không sao đâu gì. Bà Tâm cười khẩy. Ồ, mày diễn giỏi lắm thảo nào thằng việt nó chết mê chết miệt mày mẹ ghẻ con chồng còn bày đặt khóc lóc dì ngát quay phát lại nhìn bà tâm bà thông ra tôi thường nói như con ruột của mình bà là người lớn mà ăn nói quá quắt như vậy tôi không thể nào chấp nhận được rồi dì kéo tay của nhài đi về với dì không dì ơi con không sao đâu ạ à? vừa lúc ấy việt đi làm về nhìn cảnh nhài khóc đỏ mắt má sưng lên còn gằn rõ năm ngón tay dì ngát đỏ hoe mắt việt dường như đã đoán được cơ sự anh lớn tiếng mẹ mẹ lại làm gì vợ con đấy mày tỉnh đi con nó mồm năm miệng mười với mẹ mày cái ngữ con gái mất nết tao nói cho mày biết mày chọn đi một là mẹ mày hai là nó việt lặng người xoay qua xoa má cho nhài em có sao không em em không sao đâu ạ à? Việt nhìn sang dì ngát đang đỏ hoe con mắt dì con xin lỗi tại con Việt này sinh đẻ không chỉ một mình con nhài quyết định được hai đứa nên đi kiểm tra đi giờ khoa học nó tiến bộ không lo đâu dì nói thật đấy nếu con nhài nó sai nó trái dì và bố sẽ dạy nó còn nếu nó trong sạch dì không để yên đâu nhài và việt nhìn nhau cúi đầu lý nhí đáp. dạ chúng con biết rồi ạ sau đó dì ngát ra về lòng nhài nặng chịu hôm ấy bạn của việt tổ chức liên hoan đi nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động việt đưa nhài theo cho cô khôi khỏa uống được vài tuần rượu chủ bữa tiệc mới quay sang hỏi việt ê mày có muốn làm một chuyến xuất khẩu lao động như bọn tao không? Thay đổi không khí. Việt mới lắc đầu. Thôi, tao ở nhà. Lại được gần vợ. Tao thì thấy mày chả ổn tí nào. Lấy vợ mấy năm, có con đâu. Lấy cái gì mà ổn. Cô đỏ mặt, cô cúi gằm, giật tay áo Việt, ý bảo anh ra về. Bấy lâu này, bỗng nhiên cô thấy mình nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Nhất là khi ai đó nhắc đến chuyện sinh đẻ còn việt vẫn giữ bộ mặt bình thản nói chuyện việc đấy là việc của mày à quan tâm làm cái quái gì hình như men rượu làm cho con người ta mạnh miệng hơn anh bạn kia thì sừng cổ nói tiếp ơ ờ, cái thằng này bạn bè quan tâm nhau một tí không được à hai năm rồi chưa có con một là vợ mày đéo biết đẻ hai là mày đéo có khả năng làm cho nó đẻ Đám bạn xung quanh cười nghiêng ngả, nhạo báng Việt khiến mặt anh đỏ bừng. Cô như sợ xảy ra chuyện nên vội vàng kéo anh về. Ra tới tận ngoài đường rồi, mà cô vẫn thấy tay của anh đang nắm chặt, gần xanh nổi lên. Cô biết, đó là những lời nói khiến anh cảm thấy nhục nhã. Việt ngồi trầm ngâm không nói gì, cô cũng ngồi sau chẳng dám hỏi anh, chỉ ôm chặt lấy lưng của anh. Cả hai im lặng cho tới lúc về nhà bà tâm vừa thấy bóng nhài đã mỉa mai con gái con lứa đi đến bây giờ mới về chắc lâu nay lấy chồng không được đi chơi đêm nên đâm ra chán à việt mới quát lớn mẹ ơi mẹ không nói thì buồn miệng à tao nói sai sao mẹ nhài không có lỗi trong chuyện sinh đẻ với lại không sinh được thì có thể xin con nuôi miễn là gia đình vui vẻ con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn là được lần đầu tiên cô thấy bà tâm ngân ngấn nước mắt việt mày mắc bùa của nó đúng không con nuôi á mày muốn tao và bố mày không dám nhìn mặt tổ tiên khi mà xuống dưới suối vàng có đúng không vừa nói dứt lời bà hất luôn cốc nước nóng hồi đang cầm trên tay vào mặt nhài rồi giết lên mày tất cả là tại mày nếu mày bỏ bùa thì mày giải cho nó đi Tao xin mày đấy. Mày không biết đẻ thì mày nên sót con. Tao, tao có mỗi mình nó thôi, mày có hiểu không? Rồi bà òa khóc lên nước nở. Nhài và Việt quá bất ngờ. Đến khi thấy cảm giác bòng rát ở cánh tay thì đã quá muộn. Cô sững sờ không tin nổi. Còn Việt vội vàng cầm lấy tay của nhài, kéo cô ra giếng, xả nước. Nước mát, nhưng trong lòng nhài mọi thứ như tan vỡ, vết bỏng ở tay có thể lành được nhưng vết sẹo trong trái tim của cô thì đau lắm anh rửa cho cô xong rồi vào nhà tìm thuốc bôi lúc này bà tâm vẫn lải nhải một chút xớt ra mà làm như đổ máu không bằng mẹ thế tại sao mẹ cứ gây chuyện với cô ấy thế ạ à? tao nhắc lại một lần nữa mày chọn một là tao hai là nó cái ngữ đàn bà không biết đẻ. sau này chắc đâu ngồi lên đầu bố mẹ mày Mày nghe chưa con? Mẹ, mẹ tưởng con lấy nhài về, cho vui nhà vui cửa. Cô ấy cũng hiền lành đảm đang. Nhưng việc đến nước này, thì chúng con, chúng con sẽ ra ở riêng. Bà tâm sững người, cả nhà cũng không tin vào những gì mình nghe thấy. Nhài biết chồng hiểu mình, hiểu việc vợ chồng sinh con theo lẽ tự nhiên là không thể. Nhưng bố mẹ chỉ có mình Việt. Giờ nếu vợ chồng nhài ra ở riêng, có quá đáng lắm không còn bà tâm sau một giây ngỡ ngàng lại tiếp tục gào lên mày bị điên à nhà đã neo người giờ mày còn đói ra ở riêng mẹ con không chịu được cái cảnh mẹ hành hạ nhài trong khi cô ấy không hề có lỗi vậy không lẽ tại sao nếu nó biết đẻ như những đứa khác thì tao khắt khe với nó làm gì sinh đẻ là thiên chức của một người phụ nữ mà nó làm không được. Chẳng khác gì, chó không biết trông nhà, gà không biết đẻ trứng. Nhải cầm nín, cô ất ức không nói nên lời, hai dòng nước mắt lăn dài. Những ngày tháng tiếp theo, cô phải sống như thế nào đây? Sáng hôm sau, nhài thức dậy với một đôi mắt sưng húp. Suốt đêm cô không ngủ, và cô biết, Việt cũng vậy. Lần đầu tiên cô thấy anh dậy sớm, và ngồi hút thuốc. Anh, anh dậy sớm vậy à? Nhài bắt chuyện, dù biết đó là một câu hỏi thừa thải. Việt quay lại, dập điếu thuốc rồi nhẹ nhàng nói. Em không ngủ được à? Em chuẩn bị đồ đi. Anh đã tìm được một nhà trọ gần chợ rồi. Nhài cứ tưởng rằng tối qua anh bực nên nói như vậy, ai ngờ anh làm thật. Chắc anh chuẩn bị từ rất lâu rồi nên sáng sớm đã thông báo cho nhài cái tin là đã kiếm được nhà trọ để thuê nhài thở dài thôi mà anh làm như thế mẹ không vui đâu nhưng anh mệt mỏi lắm rồi ngày nào cũng nghe những lời ấy anh thực sự chịu không nổi nữa em cũng mệt nhưng anh nghĩ xem bố mẹ chỉ có mỗi mình anh chúng ta đi như thế này trái gió trở trời bố mẹ già không biết kêu ai Việt không nói. Đi ra giếng vệ sinh cá nhân. Cô cũng không nói nữa. Cô đi đánh răng rửa mặt. Rồi vào nấu đồ ăn sáng. Nấu xong, bà Tâm cũng vừa đi tập thể dục với mấy bà bạn về. Thấy nhài, bà nhổ một bãi nước bọt. Rồi ngoay ngoài đi vào. Nhài nói theo. Con mời mẹ vào ăn sáng à? Bà Tâm lấy chai nước muối xúc miệng. Rồi nhổ tuẹt ra sân, chép miệng. Không dám. Rồi bà đi thẳng vào bếp như mọi khi bà yên vị rồi việt mới mở lời hôm nay vợ chồng con sẽ dọn ra ở riêng bà tâm đang múc miến vào bát bỗng khựng lại bà đặt bát miến xuống rồi quát lớn Hơ, tao tưởng mày càng ngày càng thông minh ra hóa ra lại ngu đần đến thế hả con mày chọn nó đúng không việt không trả lời mẹ mà nhìn sang bố con nhờ bố gọi giúp con cái bác tám lái xe tải Chuyển đồ giúp con về ạ. Bố Việt, ông Thái, đầu đã hai thứ tóc, trầm ngâm lên tiếng. Hai đứa suy nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi bố. Con muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Bà Tâm lúc này hét lên. Ông, ông cũng hùa với bọn nó. Trời ơi là trời, đầu hai thứ tóc, mà sao lại rốt vậy hả? Ông Thái trừng mắt, lần đầu tiên nhìn nhài Ông tức giận. Bà im đi. Chẳng phải bà muốn con nhài nó đi cho khuất mắt sao? Thằng Việt là chồng của nó. Không lẽ bà muốn chúng nó chia lìa? Bà mới thỏa mãn hay sao? Đúng rồi, tại tôi hết. Hết con rồi sang cha. Nó cho bố con ông ăn cái gì mà hùa vào bên nó chầm chập thế hả? Một lũ đàn ông vô dụng. Lần đầu tiên, nhài thấy ông Thái dáng cho bà một cái tát nổ đom đóm. Bà vừa vừa phải phải thôi. Suốt ngày ngồi lê bôn chuyện. Còn nó đảm đang công việc nhà cửa đồng áng. Nó chưa sinh rồi sẽ sinh. Làm gì mà suốt ngày bà đay nghiến nó. Tôi, tôi chỉ đứng về lẽ phải thôi. Bà Tâm một tay ôm má, một tay đánh thùm thụp vào ông Thái, bù lu bò loa. Trời ơi là trời, hết con sang chồng, vì một con đĩ mà dám đánh tôi. Tôi sống làm cái gì nữa hả? Bà có im ngay đi không? Bà đừng để tôi, đến tôi, phải bỏ bà mà đi. Á, à, thế là ông có con nào rồi phải không? Hay là con nhài, chính mày đã làm gia đình ta chia rẽ. Mày đâm bì thóc, chọc bì gạo có đúng không? Cái loại, cái loại mất dậy. Bà, bà làm loạn đủ chưa? Bà đừng có nghĩ, những gì bà làm sau lưng, mấy chục năm nay tôi không biết. Tôi đang im lặng, thì bà nên biết điều. Bà Tâm nghe xong thì sững người, mặt tái đi, tay run run. Nhài và Việt cũng không biết rằng bố mình đang nói chuyện gì. Và lại tâm trạng cũng đang dối bời, nên không hỏi mà can ngăn bố mẹ lại. Thôi, nhà mình chưa đủ chuyện hay sao? Mà bố mẹ còn cãi nhau ở Mỹ thế này. Ông Thái đi vào buồng gọi điện thoại cho ông Tám tài xế. Còn bà Tâm cứ đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt biến sắc. Vợ chồng Nhài thuê một nhà trọ gần chợ huyện, rộng khoảng 30 mét vuông. Với hai vợ chồng như vậy là khá thoải mái. Ngoài khu vệ sinh, nhà trọ này còn có hai gian khá rộng. Từ ngày ở riêng, cô thấy tinh thần vui vẻ hẳn lên, ngày ngày không nghe những câu nhức mắc của bà Tâm nữa, trong lòng Nhài nhẹ đi đôi chút. Nhưng bản tính hay làm hay làm nên ở vậy cô buồn chân buồn tay lắm. Vì thế, hai vợ chồng quyết định lấy gian nhà ngoài mở một tiệm tạp hóa để nhải buôn bán vừa đỡ buồn lại vừa kiếm thêm thu nhập từ ngày có quán tạp hóa nhài bận rộn hơn lấy hàng với bán hàng thế nhưng những lúc thấy mấy đứa trẻ được mẹ chờ ra chợ mua quần áo sách vở cô lại thấy chạnh lòng thèm khát biết bao nhiêu một đứa con giá như cô cũng có đứa con dù bận rộn đến mấy cô vẫn vui đã mấy lần cô định nói với việc về việc nhận con nuôi nhưng thấy chồng của mình bận rộn, cô lại gác lại suy nghĩ đó. Tiệm tạp hóa cũng khá đông khách, nên cô có thu nhập hơn. Lại được gặp gỡ nhiều người, nên cô khuây khỏa hơn. Sáng chiều bận rộn với công việc, tối về hai vợ chồng cùng ăn cơm, nói đủ chuyện, rồi ôm nhau ngủ. Cuộc sống ấm cúng và bình yên đến lạ. Là... Tối hôm ấy, cô đợi Việt về nhà ăn cơm, mà mãi không thấy. Bình thường cứ 6 giờ chiều, anh đã về cùng cô dọn hàng và ăn tối. Nhưng hôm nay đã 8 giờ tối. Cô đã dọn dẹp nấu nướng xong xuôi, vẫn chưa thấy Việt về. Hay anh về qua nhà anh. Nếu thế hồi sáng, anh đã nói với cô một tiếng rồi. Việt luôn là một người cẩn thận mà. Cô lo lắng đi đi lại lại, thức ăn đã nguội từ lâu mà cô không buồn đụng đũa. Đến tận 10 giờ mới nghe tiếng xe máy của Việt chạy vào sân. Cô mừng rỡ chạy ra. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy anh say mèn. Kể cả trong ngày cưới, uống với bạn bè, anh cũng không say đến như vậy. Người nồng nạc mùi rượu, mặt anh đỏ bầm, mắt ngầu đi, vằn lên những tia máu. Quần áo thì chọc sạch, Việt không đủ sức để gạt chân trống, khiến chiếc xe máy đổ dầm giữa khoảng sân nhỏ. Cô hốt hoảng, chạy vội lại đỡ Việt. Nhưng hình như anh quá say, nên không nói năng gì gạt tay của cô rồi lảo đảo đi vào trong nhà nằm vật ra giường cô lay mãi mà anh ngủ không biết cái gì cô đi lấy nước ấm lau người cho anh thay quần áo rồi ra dựng lại chiếc xe máy cô cũng không ăn nữa mà chuẩn bị nước giải rượu cho anh nhài không hiểu việc gì đã khiến cho anh say đến như vậy cô cứ nằm nghĩ một lúc rồi cũng thiếp đi Nửa đêm, cô giật mình bởi tiếng cốc vỡ. Vội vàng bật dậy, cô thấy Việt nửa người trên giường còn nửa người dưới đất. Cốc nước dài rượu đã vỡ tan tành. Cô mới hoảng hốt. Anh ơi, anh làm sao thế này? Cô vội vàng bật đèn và dọn dẹp mảnh vỡ. Cô anh vẫn ở đấy, trong cái tư thế nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm nghiền. Cô run rẩy nhặt những mảnh vỡ, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô do mải nghĩ nên cô bị mảnh thủy tinh cứa vào tay dòng máu đỏ tươi chảy xuống cô không rát mà thay vào đó là cảm giác nhói lòng tuổi thân bỗng dấy lên không hiểu sao cô lại rơi nước mắt cô nhanh chóng dọn sạch rửa tay rồi băng tạm lại cô đỡ anh lên giường sáng ngày hôm sau cô dậy sớm mở hàng tới tận 8 giờ việt mới dậy cô vội vàng vào dọn bữa sáng cho anh vừa làm cô vừa hỏi. Tối hôm qua, anh đi uống với ai? Mà say thế à? Việt bỗng ngước nhìn nhài. Trong ánh mắt ấy có chút xót xa, một chút giận dữ, một chút chán nản. Em bắt đầu quản lý công việc của anh từ bao giờ đấy? À, dạ không, em đã quản lý anh đâu ạ. À? Em cứ sợ anh uống nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, nên em mới hỏi thôi việt cúi xuống ăn bát miến im lặng bỗng nhiên nhài cảm thấy có một sự xa lạ khó hiểu mấy ngày sau đó việt trầm tính hơn hẳn anh hay đi sớm về khuya hay nhậu nhẹt nhiều hôm cả hai vợ chồng chỉ nói với nhau mấy câu cho có lệ đến ngày thứ năm thì cô không chịu nổi cái không khí căng thẳng ấy nữa trong bữa tối hiếm hoi việt về sớm cô liền hỏi anh anh này mấy hôm nay anh có chuyện gì vậy à? Em thấy anh cứ buồn buồn. Anh có thể tâm sự với em không? Em tuy không giỏi giang gì, nhưng biết đâu có thể giúp anh vơi đi chút lo, chút phiền. Chúng ta là vợ chồng mà. Việt nhìn nhài bằng một ánh mắt xa lạ. Rồi đột nhiên, anh giận dữ, hất cả mâm cơm xuống đất, bát đũa, vỡ tan tành. Cô còn xem tôi là chồng sao? Tôi bình vực cô, che chở cho cô, rời xa cha mẹ ra ở riêng với cô, để cho cô thoải mái. Bây giờ cô đủ lông đủ cánh, cô sướng quá rồi. Nên đi theo trai phải không? Anh, anh Việt, anh nói cái gì? Cô không nghĩ là tôi biết đúng không? Tôi suốt ngày làm việc, tối mắt tối mũi. Nên cô nghĩ tôi mọc cái sừng to như thế mà tôi không biết chứ gì. Đúng, tôi bận lắm. Đâu như ai kia quần là áo lượt. Anh nói ai? Anh nói cái gì? Cô đừng có giả vờ giả vịt nữa. Cô khốn nạn nó vừa vừa thôi. Tôi biết tôi không thỏa mãn được cô. Nhưng cô thiếu người để theo hay sao? Mà vớ luôn thằng bạn thân của tôi hả? À? Họ cười vào mặt tôi kia kìa. Tôi hỏi cô, thằng Hùng nó giàu có, lại lắm tinh trùng hơn tôi có đúng không? Cô lặng người, cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Anh đi làm, thì cô cũng đâu có ngồi chơi không? làm sao mà cô phản bội anh được chứ cô vẫn cố bình tĩnh mà nói anh việt anh nói linh tinh cái gì đấy anh đừng có vô lý như thế em và anh hùng không có cái gì hết không có cái gì không có cái gì bọn mày chờ tao bắt được trai trên gái dưới mới gọi là có phải không chưa bao giờ nhài thấy việt giận dữ đến như vậy cô nhăn mặt kêu lên anh việt anh làm em đau đấy đau á <laughs> có đau bằng mày rên rỉ dưới thân nó không cái con đĩ này đến lúc này nhài không chịu được nữa cô hét lớn anh im đi anh không có quyền xúc phạm tôi một cái tát ráng xuống khuôn mặt của nhài khiến cô sững sờ rồi ngã xuống đất liệm đi lúc tỉnh dậy nhài thấy mình đang nằm ở phòng y tế của xã chai dịch truyền đang nhỏ từng giọt vào cơ thể của cô việt ngồi bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc mệt mỏi có ghen tuông có chán ghét có nhưng tuyệt nhiên không có một chút lo lắng cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp sao nhài thấy miệng đắng ngắt cố mở miệng nói anh việt em không làm gì có lỗi với anh hết em xin thế trước vong linh của mẹ em Cô bật khóc. Bao ớt ức tùy hờn dồn nén. Giờ phút này cô không kìm được nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của việc dường như có chút thay đổi. Anh nhìn cô, định nói cái gì đó rồi lại thôi. Cô nói đúng. Anh và cô yêu nhau rồi lấy nhau. Dù anh vô sinh, nhưng nhài không hề kêu ca than vãn. Mẹ anh có mỉa mai, có mắng nhức cô. Cô cũng không nói nửa lời. Hay đó chỉ là vỏ bọc để ngụy biện cho lý do ngoại tình không có lửa làm sao mà có khói bao nhiêu suy nghĩ giấy lên trong đầu của việt câu chuyện sáng qua dần dần hiện lên như một thước phim quay chậm chỉ là sáng qua việt cố xong việc sớm định bung qua chợ mua mấy món mà nhài thích rồi đóng cửa tạp hóa hai vợ chồng cùng nấu ăn để buổi chiều đi chơi anh luôn áy náy về việc nhài đã ra đi mà chưa thể làm mẹ lại thiệt thòi bao nhiêu triệu tiếng mang tiếng có không gian riêng tư nhưng Việt lại đi làm suốt ngày để cho nhài tất bật với quán tạp hóa. Nghĩ vậy, Việt rẽ vào chợ, vừa bước tới hàng hải sản, cô bán hàng đã niềm nở. Chú Việt đây à? Khiếp, tứ dạo lấy vợ, lo làm giàu, chả ghé qua chợ nhỉ? Dạ đâu, cháu bận quá ấy chứ, và lại vợ cháu lo cơm nước mà bác. Ừ, vợ chú thì nó rõ khéo. Nhanh nhanh sinh cháu đi, đàn bà mơn mởn thế kia, chồng cứ đi cả ngày, là mệt đấy. Câu nói lấp lửng của người bán hàng khiến Việt hơi trột dạ. Nhưng anh gạt ngay đi, vì Việt tin nhài, nếu cô có ý định gì đó, thì tội gì chịu đựng mấy năm qua. Gần ba năm cưới nhau, cô một lòng vun vén cho gia đình. Dù chưa thể đơm hoa kết trái, nhưng tình yêu của vợ chồng anh chưa bao giờ sứt mẻ việt rẽ vào hàng lươn định mua một ít về nấu món giấm mà cô yêu thích nhưng chưa kịp đến nơi việt đã nghe họ bàn tán chà thời đại này đúng là nhiều đứa con gái lì lợm mặt dày hơn mặt thớt các bà nhở có chồng rồi mà vẫn ngang nhiên cặp bồ cặp bịch đấy việt không hay để ý chuyện bao đồng nhưng bỗng nhiên anh giật mình bước chân khựng lại khi nghe bà kia đáp lại ừ như nhà bà Tâm đấy thôi. Thằng cu Việt nó lấy con nhài xóm trên gần ba năm, chưa đẻ đái gì. Đã vậy, ngày đầu con nhài nó xối thằng Việt ra ở riêng đấy. Cái thằng hiền như cục đất, đi làm suốt ngày quần quật. Còn cái con nhài ấy à, ôm cái quán tạp hóa nhờn nhơ, cặp luôn bạn của chồng đấy. Vì họ không biết Việt đứng sau, nên cứ vô tư nói chuyện. Ờ, tôi còn nghe nói con nhài này nó giả bộ ngây thơ thế thôi, chứ ghê gớm lắm, đàn bà đã không biết đẻ lại còn lẳng lơ. Chỉ tội cái thằng Việt. Việt đau đớn, vừa tức giận, vừa như có cái gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên. Định quay đi thì tiếng bà bán lươn the thé. Ơ, cái thầy Hùng to đào hoa thế, cả huyện này ai chả biết. Nó giàu, nó gặp con nhài lẳng lơ lúc nào? cũng như thiếu hơi trải. Chỉ tội cái thằng Việt. Bạn ngủ với vợ cũng không biết. Lại cứ nâng vợ như nâng trứng. Ấy. Tài Việt như ù đi. Quả thật, nhà Hùng buôn bán lớn. Nên tạp hóa của vợ chồng Việt chủ yếu lấy hàng nhà Hùng. Chỗ bạn bè nên Hùng thường chở hàng tới cho quán của nhà. Nhưng Việt chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện họ cứ tư tình với nhau. Việt không mua đồ ăn nữa. Cũng không về nhà nữa. Mà ra quán ngồi nhậu. Vừa hay gặp Hùng ở đấy. Việt nặng nề gật đầu. Hùng không để ý thấy sự khác biệt của bạn. Vỗ vài Việt. Hôm nay có rảnh rỗi không? Ừ, rảnh lắm. Nên nghe được một số chuyện không nên nghe. Hùng không hiểu chuyện gì. Cười vô tư. Cái gì biết là không nghe? Thì thôi, nghe làm cái quái gì hả ông? Nào, uống đi. Hùng dơ ly bia. Việt nói một câu tưởng như không liên quan. Hùng này, mày đã bao giờ lừa dối tao chưa? Hùng nghiêm mặt. Chưa. Việt nhìn Hùng, không tìm ra được điểm dối gian nào trong mắt bạn. Lòng Việt đã dịu lại, nhưng anh vẫn cố gắng hỏi. Tao hỏi thật nhé, mày có thích nhài không? <laughs> Thằng Hùng này không thích đồ người khác, nhất là mày, bạn thân của tao. Nghe khẩu khí của Hùng, Việt yên tâm hơn, nhưng không hiểu sao. Việt cứ cảm thấy có cái sừng trên đầu mình, làm mình nhức nhối. Kìm nén cơm ghen tuông vô hình đang dâng lên. Việt tỏ ra điểm tĩnh, nói tiếp. Nếu tao và nhài, không phải vợ chồng, mày có thích nhài không? Ơ, cái thằng này, mày bị làm sao thế hả? À? Mày trả lời tao đi. Thế, một cô gái xinh đẹp dễ thương, lại chăm chỉ hiền lành như nhài. Có thằng nào mà không thích? Vậy nên chúng mày Mày bị điên đi à? Tao bảo nếu mày mà không phải là chồng của nhai, thì tao sẽ thích nhai. Mày không thấy ngày trước bao nhiêu đứa tán tỉnh cô ấy à? Nhưng mà cô ấy chọn mày. Thế thôi. Và mày căm tao đúng không? Mày căm tao. Nên giờ mày đưa hàng cho nó. Rồi hai đứa mày có tư tình với nhau đúng không? Hùng hơi sững lại. Sau đó ôn tồn. Việt này, tao khuyên mày. Mày muốn giữ một người vợ như Nhài ấy thì phải yêu thương, quan tâm cô ấy. Tao không bao giờ đụng đến vợ của bạn và nhài cũng không phải loại đàn bà đó. Còn mày, mày nghĩ cái gì? thì tùy. Hùng đứng dậy bỏ về. Việt tức giận, giờ cốc bia uống cạn. Việt uống hết ly này sang ly khác, không biết bao nhiêu bia tràn vào dạ dày mới lào đảo đứng dậy. Nhưng anh không muốn về nhà. Nhìn thấy nhài lúc này, thực sự anh không thể chịu được chắc chắn anh sẽ buông lời chửi bới thậm chí sẽ đánh cô ba năm qua chưa bao giờ anh đụng tay đụng chân với cô anh xem cô như một bông hoa tinh khôi trong trắng đã dâng hiến tất cả cho anh nghĩ vậy việt đứng dậy mua thêm bia đồ nhắm rồi ôm về ốt anh làm việc và tiếp tục nhậu một mình bia vào đến đâu việt lại tưởng tượng ra cái cảnh nhài cùng với hùng dây dưa cười cợt đến đấy. Thậm chí anh nghĩ tới cả cái cảnh cô dưới thân hùng riêng gì. Càng nghĩ càng điên, càng uống lại càng đau. Tới gần khuya, anh mới lên xe về nhà. Mãi suy nghĩ, Việt không để ý nước mắt của nhài, chảy ướt đầm tay áo của mình. Nhài một tay đang cắm truyền, một tay cố giữ tay áo Việt. Đặt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó, nhìn lên, thôi em đừng suy nghĩ nữa khỏe lại đi rồi mình nói chuyện không em không thể không nghĩ được anh việt anh phải tin em em không sai em cứ khỏe lại đã nghe anh nằm yên đi kèo chật ven là đau lắm đấy nhảy nằm lại ngoan ngoãn nhưng vẫn nức nở mãi rồi ngủ thiếp đi có lẽ tất cả mọi chuyện dồn nén đã rút kiệt sức lực của cô giờ cô không biết phải làm gì nữa buổi chiều tỉnh dậy nhài thấy kim truyền đã được rút ra chắc dịch truyền hết khi cô đang ngủ nhài ngước lên dì ngát đang ngồi bên cạnh với một âu cháo thơm lừng còn tỉnh rồi đấy à con thấy trong người thế nào bỗng nhiên nhìn thấy dì ngát nhài lại muốn chia sẻ tất cả mọi chuyện dì tuy không sinh ra nhài nhưng dì thất thương và hiểu nhài nghĩ đến nỗi oan tày trời cô bật khóc dì dì ơi con không như thế con không ngoại tình ạ à. dì ngát đỡ cô ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng dì biết con của dì không như thế con đừng có khóc ảnh hưởng sức khỏe ngoan ăn uống vào con cô nghĩ lời dì nói cũng đúng cô phải khỏe lại mới làm rõ mọi chuyện được nghĩ vậy cô ngoan ngoãn ăn hết âu cháo dì ngát đi về việt lại đến làm thủ tục cho nhài về nhà để nghỉ ngơi mấy ngày tiếp theo nhài không mở quán việt vẫn đi làm tối về hai vợ chồng lại ăn cơm nhưng không khí vui vẻ đầm ấm trước đây đã không còn nữa suốt ngày quanh quần trong nhà nên nhài không biết đến những lời đồn thổi kia là ở đâu ra mới hai tháng ở riêng mà mọi thứ trở nên rất tồi tệ khoảng hai tuần sau khi chuyện đó xảy ra nhài và việt đều chưa nhắc lại chuyện cũ thì vào một buổi tối hùng phóng xe đến nhìn thấy hùng bỗng nhiên mọi chuyện trong việt như trỗi dậy việt nhìn hùng rồi lại nhìn cô em mời cậu ta đến đây sao ờ à, dạ không cô vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện nhiều lúc tò mò muốn hỏi việt nhưng lại sợ anh cáu nên nghĩ để một thời gian nữa anh nguôi nguôi đã không ngờ sự xuất hiện của hùng hôm nay khiến cho hòn than ủ lửa ghen tuông trong Việt bùng cháy. Mày đến đây làm gì? Việt hất hàm hỏi Hùng. Hùng vẫn cười hiền lành và nói. Ơ ờ, cái thằng, bạn bè kiểu quái gì đấy? Bạn đến mà như muốn đuổi về. Thôi, thế thì tao nói nhanh gọn để vợ chồng mày có không gian riêng tư nhá. Tao đến mời vợ chồng mày đến sự đám cưới của tao. Hùng đặt tấm thiệp hồng lên bàn, Việt hơi sững người. Anh nhìn lại Hùng, rồi nhìn sang nhài. Cô không hiểu rõ ánh mắt ấy. Cô cười. Ồ, vậy ra là tin vui. Sao hai anh trông căng thẳng thế này? Chúc mừng mày. Ai có diễm phúc chuột xa vào chĩnh gạo nhà mày thế? Trang, bạn cùng lớp hai đứa mình đấy. Mày có nhớ không? Thực ra bọn tao yêu nhau hơn một năm nay rồi. Nhưng tao không muốn công khai ẩm ý. Trang giờ đang dạy ở trường cấp 2 của huyện đấy. Việt nhớ chứ. Trang xinh xắn, dễ thương, lại hiền lành học giỏi. Nhưng anh nghĩ Hùng và Trang là một đôi sao? Tại sao lại có những tin đồn kia? Tuy nhiên nghe tin này, tàng đá đè nặng bao lâu nay trong Việt như được cất đi. Việt nhẹ nhõm hẳn, anh cười vỗ vai Hùng. <laughs> tin vui mà. Tao không ngờ đứa đào hoa như mày. Cũng tán được cô giáo cơ đấy. Hùng cười ha hả, dường như anh hiểu Việt đã rõ câu trả lời của mình hôm ở quán nhậu anh mới nhìn sang nhài nói hôm đó em để việt say với anh bữa nha <laughs> dạ vâng em có cấm anh ấy uống đâu ạ à? với lại chuyện vui say cũng đúng ạ à? sau đó cả ba lại cùng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra đám cưới của hùng và trang rất to phải nói là to nhất từ trước tới nay cũng phải Nhà Hùng giàu nhất nhì huyện, bố mẹ chỉ có mỗi Hùng là con trai. Gia đình Trang gia giáo và cũng khá giả, nên đám cưới rình Giang cũng đúng thôi. Hùng lịch lãm trong bộ vét màu đỏ đô, Trang xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cả hai đều dạng dỡ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Vợ chồng nhài cũng ăn vận rất đẹp để đến dự đám cưới. Chúc mừng hạnh phúc của Hùng và Trang. Những tin đồn về việc thì anh không nghĩ tới nữa. Anh còn ái náy về cái tát và những lời xúc phạm nhài nên những ngày qua đã nhẹ nhàng hơn với cô. Nhài cũng không muốn hỏi lại chuyện cũ. Cô bằng lòng với hạnh phúc đang nắm giữ. Chỉ cần có việc, việc gì cô cũng sẽ vượt qua. Mấy tháng sau, chàng có bầu. Hùng vui lắm. Trong một lần giao hàng, Hùng khoe với nhài. Vợ anh có bầu trông tội nghiệp lắm. Ngén ngẩm, xanh sao. Anh đây này, phải làm việc gấp đôi. Còn lo cho em bé. Cô cười mà lòng chạy buồn. Chúc mừng vợ chồng anh Hùng nhá. Anh cứ cố lên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi à. Ờ, à, ừ, anh xin lỗi. Anh không cố ý. Em cũng cố lên nhá. Dạ, em không sao đâu. Cảm ơn anh. Hùng về rồi, nhà lại thẫn thờ cả buổi. Khát khao được làm mẹ đã hơn 3 năm trời, không có gì thay đổi, khiến cho lòng của nhài cảm thấy rất bất lực. Một hôm nhài đi chợ, định mua mấy món ngon cải thiện bữa ăn, đang mua ít mực tươi về hấp, bỗng nghe tiếng xôn xao ở khu hàng cá. Nhài nghe họ nói, hình như có ai đó ngã, linh tính điều bất an, cô nhờ cô bán hàng cầm bao mực rồi chạy lại, dãy đám đông bước vào. Trước mặt cô, chàng đang ôm bụng bầu hơn 6 tháng, quằn quại nằm giữa lối đi cô hốt hoảng dù chưa có kinh nghiệm gì nhưng nhà hiểu trang đang gặp vấn đề bất ổn cô vội đỡ lấy trang chị trang chị làm sao thế này mọi người mọi người tránh ra đi gọi xe bệnh viện đi chàng tái nhợt cả khuôn mặt hai tay bấu chặt vào nhài nhài ơi chị đau bụng đau đầu nữa chị khó khó thở lắm cứu cứu con chị với chị và bé không sao đâu em sẽ cùng với chị chúng mình đến bệnh viện đường đến bệnh viện huyện còn rất xa nên nhài và mấy người chở trang ra trạm xá trước mấy cô bác sĩ và y tá nghe nhài thuật lại thì vội vã đo huyết áp chị y tá vội vã hỏi nhài này cô chị ta có tiền sử cao huyết áp không ờ, em em không biết em thấy chị ấy ngã ngoài chợ nên mới đưa đến đây à Vậy cô không phải người nhà sao? Cô biết người nhà cô ấy không? Dạ, em biết. Để em về, em gọi chồng chị ấy ạ. À? Cô phải nhanh nhanh lên. Chúng tôi cần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Nhài càng hoảng loạn, lập tức chạy về nhà Hùng. Nghe tin hai mẹ con Hùng cùng chạy ra trạm xá. Chị bác sĩ nghe nói người nhà bệnh nhân đến, liền chạy ra thông báo tình hình. Bệnh nhân Trang có dấu hiệu tăng huyết áp. Đôi khi chỉ là hiện tượng không quá lo ngại trong thai kỳ, nhưng vấn đề là bệnh nhân lại bị đau đầu, đau bụng và khó thở. Đây là triệu chứng của tiền sản giật. Nên chúng tôi quyết định chuyển lên tuyến trên, đề nghị gia đình nhanh chóng làm thủ tục, ký giấy tờ để chúng tôi đưa bệnh nhân lên tuyến trên. Gia đình có phương tiện không ạ? À? Hùng lặng người. Anh không hiểu rõ về những thuật ngữ y học, nhưng cứ cảm giác được những cái gì vừa nghe hết sức nghiêm trọng ờ à, có chúng tôi có ô tô của gia đình rồi hùng để mẹ vào với trang anh nhanh chóng đi làm thủ tục lòng dối như tơ vò anh chỉ mong rằng những chuẩn đoán đó là nhầm lẫn những tháng ngày làm vợ của anh trang luôn đúng mực hiền lành ngoan ngoãn chăm lo cho gia đình đứa con là kết tinh của tình yêu giữa anh và cô sau khi nhài lấy việt hùng đã mất một thời gian dài để tìm mọi cách quên nhài cô thôn nữ xinh xắn mà anh từng mê mẩn. Trong một lần họp lớp cấp 2, gặp lại Trang, nói chuyện qua lại, Hùng bị chinh phục bởi vẻ đằm thắm của cô. Tình yêu ngọt ngào của những người đã thực sự trưởng thành, luôn nghiêm túc và chín chắn hơn. Vì vậy, lựa chọn Trang là quyết định đúng đắn của Hùng. Anh luôn cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Giờ đây, Trang và đứa bé trong bụng là sinh mệnh, là cuộc sống của anh. Chiếc xe nằm chỗ của nhà Hùng đỗ xịch trước sân trạm xá. Trang nhanh chóng được đưa lên xe cùng với một số bác sĩ và một cô y tá cầm bình oxy. Chiếc xe lao nhanh vào dòng người tấp nập trên phố huyện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện Hạnh Phúc Cuối. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong phần 1 này thì chúng ta đang cảm thông với hoàn cảnh cô gái tên là Nhài. Có thể là những cái vấn đề về gia đình, về hôn nhân, về cuộc sống nó là một cái vấn đề mà không bao giờ chúng ta có thể khai thác hết, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì Tâm An muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị và các bạn đó chính là nếu như chúng ta mà có cái điều gì đó cần phải nói ra thì chúng ta nên nói, chúng ta đừng có để giữ ở trong lòng rồi mọi chuyện nó bung bét ra thì lại khổ tâm thêm. Giống như cái câu chuyện này. Đúng là có thể là cô nhài của chúng ta không nên nói cái chuyện mà cô ấy không thể mang thai. Không phải là do cô ấy, mà là do chồng mình. Tên là Việt, đúng không ạ? Nhưng tại sao cô ấy lại không thể nói với bố mẹ chồng của mình để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện? Chứ bây giờ ra ở riêng rồi rất rất nhiều vấn đề này sinh khác. Bây giờ Việt lại còn hay ghen tuông với Hùng nữa. Và Tâm An nghĩ như thế này. Cô gái tên Trang của chúng ta vợ Hùng mới cưới. Cô ấy biết đâu lại gặp một cái chuyện gì đấy. Khiến cho đứa bé không còn. Và cô ấy cũng mất đi. Thì liệu rằng Hùng với Việt sẽ tranh đấu nhài? Hay là nhài phải tiếp tục cái công cái tình yêu của mình ra sao đây? Thì mọi chuyện nó sẽ càng thêm rắc rối. Bởi vậy câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Thì Tâm An xin mời quý vị hãy cùng với Tâm An. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần 2. Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng giờ này ngày mai. Trên kênh chị Dậu nhé. Quý vị hãy chú ý theo dõi. Và quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì quý vị hãy dành một chút thời gian ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố, một kênh đọc truyện mà Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố đang dành rất nhiều tâm huyết của mình để gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn. Tâm An sẽ rất vui nếu như quý vị ghé qua kênh Bụi Phố và dành cho Tâm An những lời bình luận, những lời nhận xét và chia sẻ cùng với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị chúc quý vị có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc và có một giấc ngủ thật ngon xin chào và hẹn gặp lại